Lời đầu tiên thì cho phép shop phụ kiện Minh Thảo PCP xin được gửi một lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bác đam mê PCP trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Trong một cái video giới thiệu sản phẩm của bên shop ngày hôm nay, em sẽ mang đến cho tất cả các bác, đó là một cái phiên bản khác của dòng kính BSA chữ vàng các bác nhé. Cái phiên bản này thì là một cái phiên bản nâng cấp của cái dòng BSA tâm 2 dãy số. Nó có tên gọi là BSA đèn hồng tâm, bản cao cấp anh em nhé. Thì trước khi nói đến phần chi tiết về sản phẩm thì mọi người cùng em nghe qua về hình thức mua bán và giao dịch ở bên shop là ship hàng COD. Anh em mua hàng thì có quyền bóc hàng ra, kiểm tra hàng đúng sản phẩm thì anh em thanh toán trả tiền nhé. Đấy. Và đặc biệt là nếu như các bác nào mà muốn lên một khẩu súng Condo hoặc là một khẩu Epic thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho em thì để bên shop tư vấn nhé. Cấu hình từ giá rẻ tầm trung cho đến tầm cao để anh dành cho anh em chơi, nói chung là đầy đủ hết cái cấu hình để phục vụ nhu cầu của tất cả mọi người. Đấy. Thì các bác xem video thì cũng tiện tay nhấn vào nút đăng ký kênh và kích vào chiếc chuông để không bỏ lỡ những cái video mới nhất của shop nhá. Em cảm ơn tất cả mọi người. Đấy. Còn bây giờ em sẽ review nhanh cái con chiếc kính BSA tâm số khắc kính FFP có đèn hồng tâm để cho anh em lựa chọn nhá. Đấy. Phụ kiện đi kèm thì chiếc kính này sẽ bao gồm là tất cả những thứ là như sau. Mọi người chú ý là bao gồm là lắp bịt chun hai đầu, ống chống lóa, chân kính 30 dây 11 và một cái túi đựng ở đây các bác nhá. Và một quả pin đèn hồng tâm. Đấy. Rất là đầy đủ cái những cái phụ kiện đi kèm để dành cho mọi người. Thông số của chiếc kính BSA hồng tâm này thì đó là thông số 4-14 nhân cho 44 TMD FFP. Nó giống với con BSA bình thường. Ở đây là có thiết kế thêm một cái lúm chỉnh hồng tâm ở đây nữa. Đấy, ở đây nữa. Còn là tất cả về mọi mặt, ví dụ như là kích thước, kiểu dáng hay là này, chất lượng thì nó là rất là tốt nhá. Hàng BSA thì là một cái hàng mà rất thông dụng rồi, anh em chơi trúng rung trúng giật rồi, anh em chơi rất là nhiều. Đấy. Tất cả những chức năng của chiếc kính này nếu như các bác nào mà mới chơi chưa biết sử dụng thì mọi người cùng em nghe qua hướng dẫn nhá. Ở đây nút bên trái mọi người vặn để chỉnh nét, anh em chỉnh tâm lên xuống thì mọi người chỉnh ở đây, sang trái sang phải ở đây. Khi mọi người sử dụng thì mọi người kéo cái lúm ở này lên, mọi người kéo lên như này cho em nhé. Ở đây là zoom, từ ở đây có từ mức 4 cho đến 14 lần để cho anh em zoom xa zoom gần. Và các bác nào mà mắt cận mắt kém thì mọi người chỉnh ở đây. Đấy. Còn ở đây là chỗ để anh em lắp đèn lắp pin để anh em bật đèn hồng tâm nhé. Đèn tâm, cái kính này kính mới em chưa lắp. Đây em thử thắp luôn cho anh em xem. Cái chế độ đèn hồng tâm thì nó tổng hợp là có 8 chế độ. Màu xanh và màu đỏ. Màu xanh thì các bác sử dụng để anh em bắn ban ngày. Màu đỏ thì các bác sử dụng để bắn ban đêm. Tùy vào cái điều kiện ánh sáng nhiều, ánh sáng ít thì mọi người tăng chỉnh lượng đèn nó tốt hơn nhá. Đấy. Cái quả pin này thì anh em chơi lâu ngày ấy, thì mà hết pin ấy thì cũng có thể thay thế rất là nhanh chóng bằng việc là anh em ra tiệm đồng hồ bán cho dơ quả pin này ra thì họ sẽ bán cho anh em nhá. Chỉ có giá là 30.000 một quả này thôi, rất là rẻ, anh em chơi vài tháng. Đấy. Anh chưa vài tháng. Khẩu này mà lên củi thì nó cực kỳ là đẹp. Mọi người chú ý rằng là cái con kính này là BSA TMD hồng tâm chữ vàng nhá.
Cái bản Hồng Tâm này thì nó có một bản chữ đen và một bản chữ vàng. Chữ đen thì nó là thuộc dòng là hai tâm, còn là chữ vàng là thuộc dòng là tâm số như cái này nhá. Quan trọng nhất là cái chất lượng của nó thì nó đều là hàng chuẩn nhập từ bên Trung Quốc, chuẩn công ty 100%. Những anh em nào mà không biết phân biệt hay là anh em bảo là hàng giả hàng nhái là không đúng đâu nhá. Đấy. Em vừa rồi cũng gặp một cái trường hợp khách quen luôn gửi một cái kính lên mà ông bảo là em lừa anh à. Đấy. Trong khi là mình hàng hôm vừa rồi cầm hàng hoàn về thì là con BRA 2 dãy số như ông ấy đặt. Nói chung là anh em mua hàng thì mọi người tìm hiểu kỹ. Đấy, tránh là tiền mất là tật mang. Cứ bị lừa nhiều xong rồi mang ra shop mình ra mang ra so sánh thì nó rất là bực mình. Em phải nói là một từ nó như vậy. Đây tâm của nó đây nhá các bác nhá. Con này thì lấy led rất là dễ các bác ạ. Em cảm giác thì nó lấy led rất là dễ nhá. Đèn Hồng Tâm thì mọi người bật lên cho em lên như này. Em sẽ bật mắc lên cho anh em. Đây nó có một cái dãy số của cả 3, 4, 2 dãy số này. Mà nó còn có chấm 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 ở bên dưới. Hình kiểu như là hình bậc thang ấy. Em sẽ thử zoom to hết cỡ xem là nó có bị mất số không nhá. Zoom xa là số nó ở đây là nó nhiều thì nó sẽ bị zoom to hết cỡ lên. Đấy ví dụ như ở đây là bình thường là đấy, số cuối cùng là bao nhiêu kia nhìn chả nhìn rõ. Đấy số cuối cùng kia. Để cho mắc lên thì nó như này. Để mắc lên như này thì nó có là sát số nhá. Nói chung là cũng đúng thôi. Là bởi vì là mình zoom cao hết cỡ thì là cái tâm này nó sát vào tâm khắc kính mà. Thì nó sẽ zoom sát vào thì nó sẽ một số góc nhìn nó cũng bị hạn chế đi thì cũng đúng thôi. Cái tầm này anh em nhìn phải chắc phải độ 150m đây này. Nếu mà zoom ở mức cao như này phải 150m, 101 cho đến 150m để nhìn cái này. Đấy. Thì hiện tại giá của một chiếc kính BSA này em đang bán với giá là 2.050.000 đồng đã bao gồm cước phí vận chuyển. Anh em nào mà có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ cho bên shop nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những video giới thiệu sản phẩm lần sau.